Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 507. Ta muốn báo thù. Lúc này trong biển dung nham nóng chảy, Bảo Nhạc điều khiển linh chu một đường lướt nhanh. Hắn không lập tức rời đi mà tìm kiếm một lượt ở trong biển lửa. Sau khi bắt được hai con hỏa liệt thú xong thì mới ra khỏi biển lửa bay lên không trung. Liệt hỏa thú này rất khó bắt, cứ xuất quỷ nhập thần ở giữa biển lửa, chẳng trách không khác gì một con chuột. Đúng là nhanh thật. Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, phải biết là trên đường quay về hắn đã tốn biết bao nhiêu công sức mới bắt được hai con này. Nếu như không có biển lửa, với tu vi của Bảo Nhạc thì gần như có thể bắt hết toàn bộ hỏa liệt thú ở đây. Nhưng này chỉ có thể thở dài. Sau khi đổi lấy chiến công thì quay về Thanh Hỏa Đảo. Trên đường đi hắn cũng thử gọi chị đẹp vài lần, nhưng sau khi dung hợp với mảnh vỡ thì thanh âm của chị đẹp ngày càng yếu, cuối cùng không còn đáp lại nữa. Bảo Nhạc thầm nghĩ chắc là không phải do chị đẹp giả chết. 89/10 là đã thật sự ngủ say rồi. Không thể dựa hết vào chị đẹp như thế được. Dù sao thì thứ quan trọng nhất với mình bây giờ cũng là chiến công. Nghĩ tới chiến công, Bảo Nhạc lại đau đầu. Hắn thấy bây giờ mình đã lại gia cấp vô sản, nên hắn lại nghĩ xem phải kiếm chiến công kiểu gì. Trong lúc tự hỏi thì Thanh Hỏa Đảo đã xuất hiện ở phía xa. Bảo Nhạc lướt gió tới gần. Như ngày lúc hắn sắp bay về đồng phủ thì chỗ ở bãi cát dưới chân núi đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh, kèm theo đó là một tiếng gầm lớn đầy thù hằn. Vương Bảo Nhạc, ta chờ ngươi lâu lắm rồi, chịu chết đi. Trong lúc tiếng gầm này vang lên thì cái chuồng lớn bị Bảo Nhạc ném ra lúc trước bất ngờ nổ tung. Thân ảnh của Lương Long nháy mắt lao ra với tốc độ cực nhanh, khí thế kinh người, nhắm tới thẳng của chỗ Bảo Nhạc. Lúc này hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ, đến bên ngoài thân thể có vài thanh phi kiếm màu đen do pháp thuật tạo thành vườn quanh. Trên đỉnh đầu còn có một núi đá khổng lồ. Núi đá này như ẩn chứa tử lực, trong lúc bay tới khiến hư vô xung quanh vặn vẹo vô cùng kinh người. Trong tay của Lương Long lúc này lại còn có một quả bóng nước đỏ lòm như máu ngưng tụ lại. Bên ngoài thi thoảng lại có vài gương mặt hiện lên gào thét, như đang muốn lao ra khỏi quả bóng nước khiến người ta thấy mà giật mình. Thật ra hôm qua là Lương Long đã có thể phá chuông rồi, nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn. Mãi tới khi mình chuẩn bị đầy đủ thì lại quan sát bên ngoài, chờ Vương Bảo Nhạc quay về. Lúc này, Lương Long chắc mẩm là dù Bảo Nhạc vẫn còn cái chuồng lớn khiến người ta phát điên kia, thì mình cũng không sợ. Chuẩn bị đầy đủ như thế này thì hắn dư sức tránh né, phá hủy nó. Lương Long kiêu ngạo ngẩng đầu lên, lộ rõ ý muốn báo thù, gầm lớn một tiếng lao tới, sắp sửa áp sát Bảo Nhạc. Nhưng đúng lúc này, Bảo Nhạc lại nhíu mày. Hắn ghét nhất là bị người ta cắt ngang mạch suy nghĩ. Chưa kể lúc này hắn đang nghĩ về đại sự kiếm chiến công, trong buồn động thủ với cái tên Lương Long này. Thế nên chỉ mở vòng tay chiếc vật ra, vùng tay phải ném ra 7-8 viên thủy tinh to cỡ nắm tay. Là ó cái gì, người lớn họng thì tự sướng đi. Nói xong, 7-8 viên thủy tinh do Bảo Nhạc ném ra đột nhiên tăng tốc bắn thẳng về phía Lương Long. Vương Bảo Nhạc, lần này ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tu sĩ. Tên thấp kém, người hãy chịu chết đi. Lương Long ngạo nghễ cười lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết. Núi đá trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên chấn động một cái, tạo thành từng làn sóng mạnh lan đến chỗ viên thủy tinh kia. Nát cho ta! Lương Long giống to, thân thể đang định phóng tới chỗ của Bảo Nhạc. Thậm chí hắn đã định sẵn ra sau khi áp sát thì phải đánh kiểu gì. Nhưng đúng lúc này, sau khi gợn sóng do núi đá kia phát ra va chạm với mấy viên thủy tinh của Bảo Nhạc, mấy viên thủy tinh nọ đột nhiên chấn động mạnh, sau đó nổ tung. Không phải nổ tung thành phấn, mà là sau khi nổ tung thì vật chất bên trong xảy ra biến đổi nào đó, hóa thành một cái lưới lớn như bằng dính chụp thẳng về phía Lương Long. Cái lưới này vô cùng quỷ dị, có thể vượt qua tự lực của núi đá phát ra, chỉ mẹ nháy mắt đã tới gần. Lương Long ngơ ngác vội vàng tránh né,
Hắn có thể tránh thoát một hai cái lưới, nhưng không cách nào thoát được hết. Đứng trước nguy cơ, Lương Long hét to lớn, trực tiếp bộc phát ra bóng nước màu đỏ cùng với tất cả phi kiếm do pháp thuật tạo thành ở xung quanh để ngăn cản những cái lưới này. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp bảo thần thông của hắn đã va chạm với mấy cái lưới lớn kia, nhưng lại không hề phát ra chút tiếng động nào. Sau khi va chạm thì cả pháp thuật lẫn pháp bảo đều mất hết hiệu quả, bị cái lưới lớn này bao phủ, rơi bịch xuống đất, dính chặt ở trên mặt đất. Thậm chí ngay cả núi đá ở trên đỉnh đầu hắn cũng bị hai cái lưới lớn bao phủ và dính chặt trên mặt đất. Lương Long nghiệt mặt ra trước cảnh này. Thứ gì thế này? Hắn ta há hốc mồm nhìn ra. Sau đó đồng tử co rụt lại, da đầu tê dại khi thấy Bảo Nhạc từ đầu đến giờ vẫn chăm chăm đi thẳng, không thèm dừng lại. Vừa tiện tay ném ra thêm 7-8 viên thủy tinh nữa. Mỗi thủy tinh đó ầm ầm bay tới gần hắn ta. Lương Long hoảng sợ toàn né tránh, nhưng không thể tránh thoát tất cả. Cuối cùng mấy viên thủy tinh đó nổ bùm bụp, hóa thành mấy cây lưới lớn bao trùm lấy hắn, rơi bịch xuống đất, dính chặt ở trên mặt đất. Lương Long mặt đỏ tới mang tai, hét lớn muốn rách rủa, nhưng cây lưới lớn này lại dính chặt như keo, vô cùng rắn chắc. Mặc cho hắn rãy rủa tới cỡ nào thì cũng không thể làm gì được, tối đa chỉ kéo ra một đống sợi tơ mỏng miễn cưỡng đứng dậy mà thôi. Nhưng cơn ác mộng của Lương Long vẫn chưa chấm dứt, mà chỉ mới bắt đầu. Sau khi hắn ta miễn cưỡng đứng dậy thì Bảo Nhạc lại bấm niệm pháp quyết một cái, mấy cây lưới lớn xung quanh lập tức bay tới, dán chặt trên người của Lương Long như bánh ú. Vương Bảo Nhạc, hai mắt của Lương Long đỏ quạch như máu, gào lên một tiếng ngấm mức nhất trong cuộc đời này của hắn ta. Hắn ta còn chưa gào xong thì đã bị vô số cái lưới kia bọc lại từng tầng, không thể nói tiếp được nữa. Nhìn từ xa lại thì không thấy bóng dáng của Lương Long đâu nữa, chỉ thấy một thân ảnh bị vô số thứ dính chặt như keo bao phủ toàn thân, dính cứng ngắc ở dưới mặt đất, điên cuồng dãy giụa mà thôi. Bảo Nhạc lúc này cũng đã quay về động phủ, chẳng buồn nhìn Lương Long lên một cái. Đối với hắn mà nói, dằn mặt cái tên Lương Long này không đáng để nhắc tới. Nhưng trong mắt của tất cả các tu sĩ trúc cơ ở Thanh Hòa đảo này, nhất là đám người Chu Bưu, thì những việc này lại khiến bọn họ kinh ngạc không nói nên lời. Vừa đồng tình với Lương Long, vừa kính sợ Bảo Nhạc vô cùng. Người này thật lợi hại, tiện tay ném vài thứ ra đã khiến Lương Long bất lực nằm im như thế. Đây cũng không phải là điểm quan trọng nhất, các người có thấy không? Kiểu thủ đoạn ra tay của Vương Bảo Nhạc đều khiến cho người ta nói thế nào nhỉ? Chiếc chuông lớn lúc trước cùng với thứ không biết tên hôm nay đều khiến cho người ta ấm ức tới mức muốn chết quách cho rồi. Sau này chúng ta đừng có mở dây vào hắn, tên này vừa âm hiểm lại còn thủ dai nữa. Trong lúc đám người Chu Bưu thấy run sợ, cảm thấy Bảo Nhạc vô cùng tà ác, thì hắn đã quay về động phủ của mình, sau đó vắt óc suy nghĩ xem phải làm gì thì mới kiếm được thật nhiều chiến công. Nhưng dù hắn có đi tìm kiếm trên tấm bia đá nhiệm vụ bao nhiêu lần đi nữa, thì nhiệm vụ có điểm chiến công cao nhất vẫn là lệnh bài thân phận. Đúng lúc chuyện tìm lệnh bài cần phải vào khu vực thần kiếm, Bảo Nhạc bắt đầu tìm kiếm tài liệu về cái này. Vài ngày sau, hắn cau mày thở dài, dựa theo tư liệu của hắn có được thì phần thân kiếm chôn sâu ở trong mặt trời rất nguy hiểm. Dù kết đàn có vào đó thì vẫn có nguy cơ bỏ mạng. Ở Thương Mang đạo cung, bình thường mọi người đều là lập nhóm rời đi, rất ít khi có người đơn thương độc mã đi vào. Nay chị đẹp vẫn chưa tỉnh lại nên Bảo Nhạc càng lại không dám chắc, thầm nghĩ nếu không tới lúc đường cùng thì nên đến thần kiếm tìm lệnh bài muộn một chút là hơn. Nhưng cứ như thế mãi thì không phải là cách. Bảo Nhạc xoa trán, ánh mắt lóe lên hung quang, cân nhắc xem có nên đi cướp hay không. Dù sao thì ngay ngoài cửa cũng có một tên kia. Nhưng một khi cướp xong mà không diệt khẩu thì phải bắt được điểm yếu của đối phương, còn phải đề phòng đối phương báo lên tông môn. Ê, đau đầu quá đi mất. Bảo Nhạc lắc đầu, lấy thẻ ngọc linh võng của Bách Tử ra, định xem những người khác đã lấy được bao nhiêu điểm chiến công, liệu có cách nào dễ nhận được chiến công hay không. Vừa mới mở ra thì hắn đã thấy được tin nhắn của Lý Dị. Các vị đạo hữu, các người hãy cố gắng lên, ta đã lấy được 600 điểm chiến công rồi. Chương 508, kinh doanh phát đạt. Sở dĩ cái này gọi là vực linh võng cũng vì được thiết lập để truyền âm,
thế nên có thể xem như phòng nhóm chat. Bách Tử có thể truyền âm và gửi tin nhắn lên đó. Lúc này Bách Tử phân tán ở trong các đảo nhỏ, đang buồn dư lê khí thế trong nhóm này. Đối với những người phải tới nơi xa lạ như Bách Tử này, vừa xa quê, xung quanh lại không có đồng hương, phần lớn đều cảm giác được sự xa cách và khinh thường của tu sĩ thông mang đạo cung, nên này nấy đều gắn bó khăng khít với nhau. Bọn họ cũng không thể không đồng lòng được. Cổ kiếm đồng xanh này nhìn giống như thánh địa tu luyện, nhưng thực tế vẫn có rất nhiều nguy hiểm ngầm. Thậm chí trong gần một tháng này, đã có không ít người trải qua những nguy hiểm tới mức độ khác nhau. Có cái đến từ nhiệm vụ, cũng có cái đến từ tu sĩ thương bang đạo cung. Thế nên nhóm chat này là con đường liên lạc quan trọng của Bách Tử. Trong lúc nguy cấp, có thể vào đây cầu cứu. Hiện tại mọi người trong nhóm đang thảo luận về chuyện điểm chiến công. Lý Dĩ nói xong khiến rất nhiều người giật mình, bởi vì điểm chiến công của cô ta quá nhiều, tổng cộng hơn 600. Quá khó tin đối với mọi người. Dù sao thì nhiệm vụ của thông mang đạo cung cũng rất khó, mà điểm chiến công lại ít. Vậy nên chỉ lát sau đã có người bắt đầu vòng vo hỏi thăm. Bảo Nhạc lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng ghen tị muốn chết, nhưng vẫn để ý nhóm chat. Muốn biết vì sao Lý Dĩ lại có nhiều điểm như thế. Mà thứ Lý Dĩ muốn chính là hiệu quả thế này, bây giờ cô ta mới đắc ý lên tiếng. Các vị đạo hữu, các ngươi chỉ cần nhớ một điểm là được. Kiếm chiến công này ý à? Tuy tu vi rất quan trọng, nhưng đầu óc còn quan trọng hơn. Không biết Vương Bảo Nhạc đạo hữu có tu vi cao nhất trong chúng ta đã có được bao nhiêu điểm chiến công rồi nhỉ? Thấy Lý Dĩ bắt đầu nhắm vào Bảo Nhạc, thì những người khác lập tức nín bặt, không muốn bị quấn vào mâu thuẫn của hai người bọn họ. Chỉ cần là người biết về tình huống ở sao hỏa một chút là có thể biết rõ, từ việc tranh giành chức khu trưởng đến khi Lý Dĩ phạm phải sai lầm lớn, bị đá ra khỏi sao hỏa, mâu thuẫn giữa Vương Bảo Nhạc và Lý Dĩ đã trở thành thù lớn khó mà hóa giải. Nhất là sau khi rời khỏi sao hỏa thì tước vị của Lý Dĩ lại dẫm chân tại chỗ, còn Bảo Nhạc thì một bước lên trời, đến nay đã là tòng nhị tước. Có thể nói, nếu lúc này còn ở liên bang, dù trong lòng của Lý Dĩ có nguyền rủa cỡ nào đi nữa, thì cũng sẽ không dám mở miệng khiêu khích rõ ràng như thế. Vì cả tu vi lẫn thức vị của hai người đều chênh lệch nhau quá nhiều. Nhưng trong thương mang đạo cung này, thì tất cả vinh quang ở liên bang chẳng thể đảm bảo được gì. Dù vì tu vi của Vương Bảo Nhạc cao thâm, nhưng Lý Dĩ cũng đã dùng thủ đoạn để kéo một nhóm về phía mình, nên cô ta mới dám lên tiếng mỉa mai trắng trợn như thế trong nhóm chat. Bảo Nhạc trừng mắt muốn nói lên tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy điểm chiến công của mình, lại nhớ tới món nợ đang đeo ở trên vai, thì hắn lại tụt hứng, thở dài tắt nhóm chat. Không được, không thể để cô ả Lý Dĩ ngực to não rỗng đó đắc ý như thế được. Bảo Nhạc thấy buồn bực, bắt đầu trầm ngâm bước tới tấm bia đá, nhiệm vụ để xem thật kỹ. Dựa vào đầu óc hơn người của hắn luyện được sau khi thuộc lòng hồi văn, nhớ kỹ hết đống nhiệm vụ ở trên bia đá, sau đó bắt đầu tổng kết và quy nạp. Quá trình này tốn rất nhiều tâm thần. Nhưng này Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng, trong lúc Lý Dĩ này cũng có tác dụng kích thích hắn rất lớn. Hai ngày sau, hai mắt của Bảo Nhạc hằn đầy tơ máu, xoa trán ngẩng đầu lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Phần lớn nhiệm vụ cũng có điểm chiến công cao, chỉ có tu sĩ kết đan mới có thể hoàn thành. Bình thường cũng phải lập nhóm, chứ một người khó mà làm được. Tuy mấy nhiệm vụ chỉ có tu sĩ kết đan mới hoàn thành đó cho nhiều chiến công, nhưng phần lớn nhiệm vụ lại khá thích hợp với tu sĩ trúc cơ hơn. Bà Nhạc nhau mắt lại, dựa theo nội dung đúc ra được, hắn phát hiện trong số này có 70% là chuẩn bị cho tu sĩ trúc cơ, mà điểm chiến công của nó cũng ít đến táng thường. Mục tiêu của ta là tu sĩ trúc cơ, một mình ta thì nhân thủ có hạn, vậy thì phải đành nghĩ cách đơn giản nhất để lấy được chiến cờ. Cũng đâu ai quy định phải hoàn thành nhiệm vụ mới lấy được điểm chiến công đâu. Hai mắt của Bảo Nhạc lóe lên tia sáng quỷ dị, trong đầu dần phác thảo kế hoạch. Sau khi cân nhắc thật kỹ thì hắn hạ quyết tâm, vùng tay phải lên, chiếc linh chu có thể lặn được xuống biển dung nham nóng chảy lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Bảo Nhạc nhau mắt nhìn chiếc linh chu nọ. Đây là do hắn tự tay chế tạo. Hắn biết rõ trúc cơ cũng có thể điều khiển pháp khí này. Nó có thể chở mình lặn thật sâu xuống bên lửa, thì người khác cũng có thể dùng nó để làm như thế. Bản thân tu sĩ kết đan cũng có thể lặn xuống bên lửa,
nên tác dụng của pháp khí này đối với bọn họ không lớn lắm. Nhưng tu sĩ trúc cơ thì lại không thể lặn xuống bên lửa, khiến số nhiệm vụ mà bọn họ có thể nhận được bị giới hạn ở trên đất liền. Đồng thời có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, mà số lượng chiến công nhận được lại quá ít. Nhưng nếu bọn họ có thể lặn vào biển dung nham nóng chảy thì sẽ có thể làm được rất nhiều nhiệm vụ. Dù sao thì trúc cơ cũng có thể làm được những nhiệm vụ tìm kiếm như bắt hỏa liệt thú dưới biển lửa, chẳng qua là bị biển lửa ngăn cách nên khó mà nhận được mà thôi. Trước đây vì chỉ có kết đan mới có thể lặn xuống biển lửa, nên cơ bản tất cả nhiệm vụ ở dưới biển lửa đều bị kết đan bao trùm. Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy mình có thể đại công vô tư một phen, chế tạo thật nhiều pháp khí tương tự như linh chu, sau đó cho tu sĩ thương mang đạo cung thuê. Còn chuyện giá cả, Bảo Nhạc cảm thấy mình không nên chặt chém quá, cứ thu tiền với giá một canh giờ một điểm chiến công là được. Với sự hiểu biết của hắn về linh chu và dự đoán được sức chịu đựng của tu sĩ trúc cơ, nếu tu vi trúc cơ điều khiển pháp khí này lặn xuống biển lửa, tối đa cũng chỉ có thể trụ được một canh giờ mà thôi. Đương nhiên, nếu như tu sĩ trúc cơ chịu dùng linh thạch thì thời gian sẽ được kéo dài hơn. Nhưng theo dự đoán của Bảo Nhạc thì việc làm ăn của mình cũng sẽ thu lợi được nhiều, chứ không lỗ vốn. Đồng thời cũng phải ký hợp đồng, nếu như làm hỏng linh chu của mình thì phải bồi thường theo giá trị trường. Khi tới đây, Bảo Nhạc lập tức hưng phấn. Tuy vậy, hắn cũng biết hiện tại mình chỉ có hai bàn tay trắng và một chiếc linh chu. Nếu muốn cho thuê kiếm tiền thì đương nhiên phải có càng nhiều linh chu càng tốt. Xem ra lại phải đi thế chấp pháp binh rồi. Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi hạ quyết tâm thì lập tức liên lạc với vị tu sĩ béo của Thương Mang Đạo Cung kia. Vị tu sĩ béo nọ vừa nghe Bảo Nhạc muốn thế chấp pháp binh thì mừng ra mặt. Thời gian này hắn giữ pháp binh của Bảo Nhạc, cảm thấy uy lực không tệ, nên lập tức đồng ý. Nhưng một mình hắn thì không kháp nổi, nên lại liên lạc với vài người nữa. Sau khi Bảo Nhạc thế chấp hai pháp binh thì đưa hắn điểm chiến công đủ để luyện chế ra hai chiếc linh chu. Cứ thế, dưới sự nỗ lực của Vương Bảo Nhạc, chẳng mấy chốc đã luyện chế linh chu xong xuôi. Sau đó còn dựa vào thân phận kết đan của mình để đăng tin tức lên bia nhiệm vụ. Cho thuê thánh chu, thần thông hỗn nguyên nhập hải. Người dù có tu vi gì đi nữa, chỉ cần điều khiển thánh chu này là có thể lặn xuống biển lửa. Hàng này không bán, một điểm trên cổng có thể thuê một cách giờ. Số lượng có hạn, ai có nhu cầu thì hãy nhanh chóng liên hệ. Sau khi đăng tin lên, Bảo Nhạc cảm thấy việc tuyên truyền này vẫn chưa đủ, nên lập tức gọi điện cho đám người Chu Biêu trên Thanh Hòa đảo tới. Lúc này, bọn họ rất kính sợ Bảo Nhạc, nên sau khi nghe Vương Bảo Nhạc dặn dò, dù trong lòng không muốn, nhưng bọn họ cũng đành phải rời khỏi Thanh Hòa đảo để đến đảo chính của Thương Mang Đạo Cung, phất cờ tuyên truyền về Thánh Chu thông thần hỗn nguyên nhập hải gì đó của hắn. Tất cả đã xong, bây giờ phải xem hiệu quả ra sao. Một ngày 12 canh giờ, mình có 3 chiếc linh chu. Một canh giờ tối đa kiếm được 3 chiến công. Một ngày tối đa có thể kiếm được 36 điểm chiến công. Một tháng là hơn 1.000 điểm. 3 tháng là đủ tiền vốn rồi. Tiếc là tiền vốn không đủ, bằng không sẽ kiếm được nhiều hơn. Bảo Nhạc tính toán một phen, cũng cảm thấy khá hài lòng, nên hắn bắt đầu hưng phấn chờ kết quả. Lúc này hắn cũng không biết rằng, bên trong Thương Mang Đạo Cung rất ít khi xuất hiện thông báo mới, nên gần như ngay khi hắn đăng tin tuyên truyền cho thuê linh chu thì đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chương 509, sao ngươi ở lại đây? Những người để ý tới tin tức này phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ, cũng có kết đan nhìn thấy, nhưng gần như toàn bộ người vừa xem xong thông báo này thì đều cười khẩy. Chỉ lừa đảo là giỏi. Một tên thấp kém đến từ nền văn minh cấp thấp, không thể tự mình kiếm điểm chiến công nên mới dùng tới thủ đoạn này, đúng là nực cười. Ngay cả chúng ta cũng không có loại pháp khí có thể đưa tu sĩ trúc cơ vào biển lửa, tên thấp kém này lại dám mạnh miệng tuyên bố như thế. Dù hắn có bản lĩnh, nhưng cái thánh trụ này 89/10 sẽ khiến tu sĩ trúc cơ bỏ mạng trong biển lửa ấy chứ. Đủ loại giễu cợt liên tục vang lên sau khi Bảo Nhạc đăng lên thông báo. Ngay cả đám người Chu Biêu cũng phải cười khổ không thôi. Bọn họ cũng không tin vào thánh chu của Bảo Nhạc, tới đây tuyên truyền cũng là vì bị ép mà thôi.
nếu phải phát triển theo chiều hướng tốt thì còn đỡ. Nhưng này, nghe những tiếng cười nhạo và tiếng chế giễu xung quanh, bọn họ lập tức cúi đầu bỏ đi suy nghĩ tuyên truyền. Thế nên dần dà chẳng ai hỏi thăm gì tới tin tức do Vương Bảo Nhạc đăng lên nữa. Đám chủ bưu cũng không dám quay về Thanh Hòa đảo, đành phải ở tạm ở trên đảo chính. Thầm nghĩ chờ thêm một thời gian nữa, khi nào Bảo Nhạc bỏ cuộc thì bọn họ lại quay về đảo. Cứ thế thời gian từ từ trôi qua, Bảo Nhạc ngoài chờ đợi ra thì cũng bắt đầu tu hành. Công pháp chủ yếu mà hắn tu hành chính là lôi tiền biến. Bởi vì tu vi của hắn vốn ở kết đan sơ kỳ, nên việc tu luyện từng thứ nhất của lôi tiền biến này không gặp bất kỳ trở ngại gì. Mọi thứ hết sức thuận lợi. Dù sao thì trong 3 viên nội đan của hắn cũng có 1 viên là lôi đan, sở hữu lôi điện chi lực kinh người nên tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Lúc này đã cách lôi tiền biến tầng thứ nhất đại viên mãn đã không xa nữa. Nhất là lúc đà tọa tu luyện, bên ngoài cơ thể của hắn lại tràn ngập tuy chớp lóe lên liên tục. Thậm chí không chỉ bên ngoài mà trong lục phủ ngũ tạng của hắn cũng có vô số tia chớp nhỏ liên tục xoẹt qua, khiến cho toàn thân của hắn như đắm chìm trong lôi vực mọi lúc. Nó vừa tầm bổ cho huyết nhục, vừa dùng lôi đan để liên tục chuyển khóa linh khí toàn thân của hắn. Có thể nói, việc tu hành lôi tiên biến cũng giúp tu vi toàn thân của Bảo Nhạc dần hồi tụ lại, ngưng tụ chính lực giải rác khắp nơi về một mối. Thế nên dù tu vi của hắn vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng chính lực đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Cùng lúc đó, Bảo Nhạc cũng không lơ là việc tu hành minh pháp, vẫn ra sức tu luyện dẫn hồn thủ. Mặc dù thay đổi hoàn cảnh và không thể thực hành khiến tốc độ tiến bộ hơi chậm lại, nhưng dựa vào những hiểu biết của hắn về minh pháp trong bênh vọng vẫn phát triển đều đều. Vậy nên Bảo Nhạc gần như mạnh lên theo từng ngày, tiến bộ ổn định, tâm trạng của hắn cũng vui sướng hẳn ra do bản thân đã dần trở nên mạnh mẽ hơn. Về phần Lương Long, sau khi mấy tấm lưới tùy tình mất đi hiệu lực thì hắn ta cũng rốt cuộc thoát ra được. Dù trong lòng ấm ức tột cùng, nhưng lần này hắn ta cũng biết khôn nên dằn xúc động muốn báo thù ngay lập tức xuống. Những thủ đoạn của Bảo Nhạc làm cho hắn ta cảm thấy đây là một kình địch mình cần phải chuẩn bị thật kỹ mới được, nên hắn ta đến động phủ ở ngọn núi bên cạnh để tu luyện và bắt đầu tìm thời cơ báo thù. Thời gian trôi qua từng ngày, bởi vì không có đối thủ trực tiếp nên hoàn cảnh tu luyện ở Thương Mang Đạo Cung tương đối yên bình. Tối đa chính là mâu thuẫn phe phái giữa Diệt Liệt Tử và Phùng Tu Nhiên mà thôi. Đồng thời Bách Tử Liên Bang cũng dần quen với Thương Mang Đạo Cung. Mặc dù phần lớn những người bên cạnh đều xem thường Liên Bang, nhưng bọn họ cũng dùng cách của mình để làm quen với tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung, khiến cho những người ở đây từ từ làm quen với sự có mặt của họ. Nhiệm vụ này là chuyện mà tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung quan tâm nhất. Mỗi ngày đều có rất nhiều nhiệm vụ được nhận và hoàn thành. Bách Tử cũng vậy, sau khi hòa nhập với Thương Mang Đạo Cung thì bọn họ đều xem trọng chuyện nhiệm vụ. Nhóm chat của Bách Tử cũng bị Lý Di làm ảnh hưởng, dần tạo thành phong trào khoe chiến công. Tin tức mà Bảo Nhạc đăng lên đương nhiên đã bị Bách Tử để ý thấy. Ai nấy đều chần chừ, bởi vì tu sĩ trúc cơ mà xuống biển lửa thì chết là cái chắc. Nếu như thánh chu này có sai sót hoặc xảy ra sự cố lúc xuống biển thì sẽ tạo thành tai nạn thảm khốc. Vậy nên tâm trạng vui sướng do tu luyện trôi chảy của Bảo Nhạc cũng chẳng kéo dài được lâu. Vài ngày sau, hắn phát hiện không có ai tới thuê linh chủ thì hắn lập tức sốt ruột. Nhưng có sốt ruột thì cũng vô dụng. Bảo Nhạc đã điều tra rõ ràng, biết độ tin cậy của mình không đủ nên mới không có ai hỏi hắn gì. Trong lúc hắn cân nhắc xem có nên dùng vũ lực để uy hiếp đám người chu bưu để bọn họ xung phong dẫn đầu hay không, thì Trác Nhất Phàm loại thêm một chiếc linh chu của hắn. Không chỉ Trác Nhất Phàm mà cả Không Đạo lẫn Triệu Nhã Mộng đều thuê. Rõ ràng 3 người bọn họ đã bàn trước với nhau, cơ hội nhận nhiệm vụ cùng lúc, dùng điểm chiến công ít ỏi của mình để thuê linh chu. Bảo Nhạc vô cùng cảm động trước việc làm của họ, đồng thời cũng không nhận chiến công mà đưa linh chu cho bọn họ. Nên chẳng bao lâu sau, 3 người Nhã Mộng đã điều khiển một chiếc linh chu tiến vào với biển lửa trong niềm tin tuyệt đối dành cho Bảo Nhạc. Đây là lần đầu tiên tu sĩ trúc cơ lặn xuống biển lửa sau biết bao nhiêu năm. Dù không ai tuyên truyền nhưng vẫn thu hút không ít sự chú ý. Thậm chí còn có tu sĩ kết đan âm thầm đi theo quan sát, đề phòng sự cố xảy ra.
Bảo Nhạc cũng kết thúc bế quan để lặn vào biển lửa bảo vệ. Mặc dù lần đầu ba người xuống biển lửa không có thu hoạch gì nhiều, nhưng bọn họ cũng không bỏ cuộc, gần như mỗi ngày đều điều khiển linh chu xuống biển tìm kiếm. Cứ thế, ngày càng có nhiều người hay tin về chuyện này. Thậm chí tu sĩ của Thông Mang Đạo Cung cũng bắt đầu bàn luận về nó. Mãi cho tới khi ba người lên thủ bắt được con hỏa liệt thú đầu tiên, việc này cũng tạo thành chấn động không nhỏ trong Thông Mang Đạo Cung. Đồng thời rốt cuộc cũng có tu sĩ trúc cơ Thông Mang Đạo Cung đầu tiên đồng ý từ một phen. Người này cũng thật sự hết cách rồi. Hắn cần mua một bộ công pháp nhưng không đủ chiến công. Hắn lại là người quyết đoán, là dám liều nên thuê một chiếc linh chu của Bảo Nhạc để xuống biển. Đã có người đầu tiên thử nghiệm, lại phát hiện không hề có sự cố gì, nên chẳng bao lâu sau đã có người thứ hai, người thứ ba. Lúc này ba người Trác Nhất Phàm cũng gần xuống biển. Phương hướng thu thập chiến công của họ không phải ở dưới biển. Lúc trước làm vậy chẳng qua là vì giúp Bảo Nhạc mà thôi. Thân là tu sĩ liên bang, bọn họ đều là người ngoài ở nơi này. Ở trên mặt biển thì có thể đảm bảo an toàn, một khi xuống dưới thì có mà thuận lợi được mọi lúc được. Khó tránh khỏi việc sinh ra mâu thuẫn với người ta. Dù tu vi và thân cận của bọn họ hiện giờ, nếu có mâu thuẫn thì sẽ rất nguy hiểm. Mà mấy ngày giúp đỡ này, cả ba người cũng có được thu hoạch. Mỗi người kiếm được chừng 30+, gần 50 điểm chiến công. Đối với Bách Tử Liên Bang mà nói, thì đây xem như một khoản cách dù rồi. Ba người nhác mộng rút ra cũng không ảnh hưởng tới việc cho thuê linh chu. Sau khi tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung vào thử thì lại có sức thuyết phục hơn nữa, đồng thời cũng khiến cho không ít người biến suy nghĩ thành hành động. Đám người Chu Bìu thấy thế, sau khi bàn bạc với nhau thì cũng cắn răng bắt đầu tuyên truyền chính thức. Bảo Nhạc cũng tìm vị tu sĩ béo nọ, sau khi thương lượng hoa hồng xong xuôi thì vị tu sĩ béo đó cũng giúp Vương Bảo Nhạc tuyên truyền về linh chu. Tuyên truyền nhiều mặt như thế, rốt cuộc cũng tạo thành đợt sóng siêu hot trên nửa tháng sau. Số người đến xếp hàng ở bên ngoài Thanh Hòa Đảo của Vương Bảo Nhạc chờ thuê linh chu mỗi ngày càng nhiều hơn, thậm chí chỉ có 3 chiếc linh chu nên không đủ cầu. Với doanh thu cố định mỗi ngày 36 điểm chiến công, sau khi có tu sĩ trúc cơ hoàn thành nhiệm vụ ở bên dưới biển lửa, nhận được nhiều điểm chiến công thì việc kinh doanh linh chu lại càng tốt hơn. Thậm chí có rất nhiều người đề nghị mua linh chu, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng thì Vương Bảo Nhạc đều từ chối. Đồng thời, do việc làm ăn ngày càng tốt, nên vị tu sĩ béo lúc trước Vương Bảo Nhạc thế chấp pháp binh cũng tìm tới hắn, đưa ra đề nghị dùng 2.000 điểm chiến công để đổi lấy 20% tiền lời, xem như mua cổ phần. Cuối cùng, hai bên có cái mặc cả một phen, đối phương tăng lên 2.500 điểm chiến công để đổi lấy 15% tiền lời. Hai bên xem như nhất trí với nhau. Sau khi nhận được thêm 2.500 điểm chiến công, Bảo Nhạc kích động dùng thêm điểm chiến công của mình kiếm được trong thời gian qua để luyện chế linh chu. Sau khi tiêu hết điểm chiến công thì rốt cuộc cũng tăng được số lượng linh chu lên 10 chiếc. Lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Tiền lời hắn nhận được mỗi ngày cũng tăng gấp 4 lần, gần 120 điểm. Dù phải chia cho vị tu sĩ béo nọ 15%, phần còn lại cũng khiến cho Bảo Nhạc thấy hài lòng. Doanh thu mỗi ngày hơn 100 điểm chiến công này rốt cuộc cũng khiến hắn nở mày nở mặt ở trong Thương Mang Đạo Cung này. Chẳng nhóm chát, đám Lý Dì cũng im thít, không lên khoe chiến công mỗi ngày nữa. Sau khi việc kinh doanh linh chu kéo dài nửa tháng, hôm nay Bảo Nhạc đang cảm thấy mỹ mãn mà tu luyện, thì lại có một vị khách đến ở bên ngoài động phủ của hắn. Một người khiến cho Bảo Nhạc giật mình kinh ngạc, thậm chí da đầu còn rút dày mà hét thật to. Người, sao ngươi lại ở đây? Ngươi là người hay quỷ đấy. Chương 510, Tạ Hải Dương. Người đến là một thanh niên tóc ngắn, chiều cao bình thường, mặc một bộ đạo bào đặc biệt của Thương Mang Đạo Cung, thoạt nhìn vô cùng hăng hái, đôi mắt hí hí lại đầy vẻ khôn khéo. Nhất là mái tóc ngắn của hắn còn vuốt kèo bóng mượt, sáng loáng dưới ánh nắng. Nếu nhìn từ phía xa thì chẳng khác gì cái bóng đèn, vô cùng khoa trương. Lúc này hắn đứng ở bên ngoài cửa động phủ của Bảo Nhạc, nhìn Bảo Nhạc đang hoảng hốt tột độ không dám tin thì mỉm cười hắng giọng một cái, đầu tiên là vuốt tóc, sau đó là ôm quyền cúi đầu thật sâu với Bảo Nhạc.
Bảo Nhạc sư huynh, đã lâu không gặp. Kiểu tóc đặc biệt này, đôi mắt khôn khéo này, người này đúng là Tạ Hải Dương, người đã từng hợp tác nhiều lần với Bảo Nhạc ở đạo viện Phiêu Miểu. Đầu óc của Bảo Nhạc đặc quánh lại, thậm chí còn có cảm giác như đây không phải là Thương Mang Đạo Cung, mà là đạo viện Phiêu Miểu. Đồng thời hắn cũng nhớ tới lúc quay về đạo viện, Trần Vũ Đồng từng nhắc tới Tạ Hải Dương, nói là người này đã mất tích. Dù Vũ Đồng dùng tới nhân mạch của mình trong đạo viện thì cũng không tìm được chút tung tích nào, nhưng Bảo Nhạc thật sự không thể ngờ lại gặp được Tạ Hải Dương ở đây. Thậm chí đã qua bao năm mà bộ dạng của Tạ Hải Dương vẫn không hề thay đổi gì, vẫn giữ ý nguyên dáng vẻ của người làm ăn. Lúc này hắn cười tùm tìm nhìn Vương Bảo Nhạc, ánh mắt sáng rực lên như nhìn thấy mối làm ăn. Hồi lâu sau, Bảo Nhạc mới cố gắng dằn bao cơn xúc động trong lòng xuống, quan sát Tạ Hải Dương thật kỹ. Sau khi phát hiện tu vi của đối phương vẫn còn là cổ võ như năm xưa thì lắc đầu cười khổ. Hắn nhận ra người này có lai lực thần bí, chắc hẳn là người của Thương Mang Đạo Cung lén lút tiến vào liên bang năm đó. Tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng Bảo Nhạc vẫn nhịn không được mà hỏi: "Ngươi, sao ngươi lại ở đây?" Tạ Hải Dương hắng giọng một cái, lại vuốt mái tóc bóng loáng của mình, nở một nụ cười ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác. "Bảo Nhạc sư huynh, đây là bí mật. Ngươi nhìn đi, ta cũng không biết phải nói cho ngươi hiểu kiểu gì nữa. Tóm lại, Bảo Nhạc sư huynh, ngươi cứ nhớ kỹ một điều. Năm đó ta cũng nói với ngươi rồi, đó là nơi nào có làm ăn, nơi đó có Tạ Hải Dương ta. Thật ra Bảo Nhạc sư huynh đúng là một vị khách lớn có tiềm năng vô tận, ta đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn rồi." Vương Bảo Nhạc xoa trán, dù đã cố dằn xúc động trong lòng xuống nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được. Hắn cảm thấy Tạ Hải Dương này vô cùng thần bí, thậm chí trong lòng hắn còn sinh ra một loại suy đoán rất kinh người. Tạ Hải Dương này thật sự là người của Thương Mang Đạo Cung như mình đã nghĩ ư? Bảo Nhạc im lặng nhau mắt lại. Tạ Hải Dương như nhận ra suy nghĩ của Bảo Nhạc nên thở dài, sau đó lại ôm quyền cúi đầu với hắn lần nữa. "Bảo Nhạc sư huynh, ngươi không cần sợ nhiều như thế đâu. Tạ Hải Dương ta chỉ là một người làm ăn, ngươi cũng biết đấy. Hai huynh đệ chúng ta đã làm biết bao nhiêu mối rồi, ngươi phải có lòng tin vào ta chứ. Hôm nay ta tới đây phần là vì bái phòng Bảo Nhạc sư huynh, phần là muốn làm ăn với Bảo Nhạc sư huynh." Tạ Hải Dương mỉm cười, đôi mắt hí không hề che giấu vẻ khôn khéo của kẻ làm ăn. "Làm ăn gì?" Bảo Nhạc hít sâu một hơi, dằn hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng xuống. Hắn biết là chuyện này khó mà có đáp án được chính xác, đồng thời qua bao nhiêu năm tiếp xúc làm ăn với Tạ Hải Dương, những gì mà đối phương làm đều khớp với cái danh người làm ăn mà hắn đã nói lên. Vương Bảo Nhạc lại bình tĩnh nhìn qua. "Bảo Nhạc sư huynh, Tạ Hải Dương ta vẫn có chút bản lĩnh ở Thương Mang Đạo Cung này. Cũng như năm đó ta đã nói, trong đạo viện Phiêu Miểu, trên có thái thượng trưởng lão, dưới có học tử bình thường, chẳng có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không biết, không có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không làm được. Ở Thương Mang Đạo Cung này cũng như vậy, dù người có muốn đồ lót của Phùng Thu Nhiên trưởng lão cũng được, chỉ cần trả đủ tiền thì Tạ Hải Dương ta cũng có thể lấy được cho người." Tạ Hải Dương đắc ý ra mặt, nói xong lại vuốt mái tóc đầy keo bóng lưỡng của mình, ra chiều anh đây đỉnh lắm. Nhưng Bảo Nhạc nghe đến đây thì lại thấy đau đầu, thầm nghĩ ta lấy đồ lót của Phùng Thu Nhiên làm cái gì. Nhưng không biết vì sao trong đầu lại xuất hiện bộ dáng của Phùng Thu Nhiên, dọa cho hắn nhảy dựng lên, vội nghiêm mặt nói: "Ê, thôi thôi, nói vào việc chính đi." Nghe Bảo Nhạc nói vậy thì Tạ Hải Dương cười hề hề, sau khi ngó quanh cúi đầu bò nhỏ với Vương Bảo Nhạc. "Bảo Nhạc sư huynh, vụ kinh doanh Thánh Chu của người với độ hot hiện tại, theo như những gì ta biết về Thương Mang Đạo Cung thì muộn nhất là một tháng nữa cũng sẽ bị tông môn thu mua. Dù có vị tu sĩ béo Vân Thiên Tử kia đảm bảo cho người thì cũng sẽ không quá 3 tháng đâu. Hơn nữa còn là cưỡng chế thu mua đấy, người không bán cũng được, cho nên vụ làm ăn này của người chỉ có thể kiếm chút tiền chính thôi." Tạ Hải Dương thấp giọng phân tích việc kinh doanh linh chu có Vương Bảo Nhạc nghe. Bảo Nhạc nghe xong thì vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có hai mắt là lóe lên. Thật ra hắn cũng đoán ra được sẽ có việc này,
cũng biết rõ mình khó mà làm ăn lâu dài được, nhưng không ngờ chỉ có được vài tháng theo như dự đoán của Tạ Hải Dương như thế. Người nói tiếp đi. Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nên Bảo Nhạc sư huynh à, trong thời gian sắp tới, việc kinh doanh linh chu này của người phải kiếm được càng nhiều điểm chiến công càng tốt, đó mới là lợi nhất, giúp người không bị lộ vốn. Nhưng muốn làm được như thế thì ngươi phải nhanh chóng chế tạo ra nhiều linh chu hơn. Hai mắt của Tạ Hải Dương lóe lên tia sáng lạ, nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc, hô hấp dần trở nên dồn dập hơn. Bảo Nhạc sư huynh, ngươi có tin ta không? Nếu như ngươi tin thì để ta đầu tư vốn cho ngươi, như vậy thì tốc độ luyện chế của ngươi sẽ nhanh hơn, cũng có thể tạo ra linh chu với số lượng lớn. Nghe Tạ Hải Dương nói vậy, Bảo Nhạc im lặng không đáp. Vì Tạ Hải Dương chỉ nói phần đầu, chứ chưa đề cập tới chuyện chi tiền lời, nên hắn nhéo mắt lại ra vẻ trầm ngâm. Thấy vẻ mặt của Bảo Nhạc như thế, thì Tạ Hải Dương lập tức hiểu ra, bèn cười đón đà, thầm nghĩ mình vẫn thích làm ăn với người thông minh hơn. Bảo Nhạc này chẳng những thông minh, lại có tiềm lực lớn, rất thích hợp để tiếp tục làm khách sộp của mình, nên cúi đầu tới gần rồi nói tiếp. Bảo Nhạc sư huynh, chúng ta cũng là làm ăn với nhau mấy lần rồi. Ta cũng không giấu gì ngươi, Tạ Hải Dương ta không lấy một xu nào trong phần tiền lời mấy tháng sắp tới. Đồng thời ta còn ghi thêm 3.500 điểm chiến công, xem như mua cổ phần. Ngươi cần mua tài liệu thì cứ tìm ta, ta sẽ chiết khấu cho ngươi, giúp ngươi tiết kiệm ít nhất 30% vốn thành phẩm. Tính kiểu gì thì ngươi vẫn là người thu lợi lớn nhất rồi. Còn tiền lời à, chính là mấy tháng nữa, khi tổng môn thu mua của ngươi thì nhất định sẽ đền bù. Nếu phần đền bù này từ 1.000.000 điểm đổ xuống thì sẽ thuộc hết về ta. Nếu như hơn 1.000.000 thì số dư già ta sẽ không lấy thêm một xu nào. Bảo Nhạc sư huynh, Tài Dương ta là người làm ăn, tối đa 2 tháng, 3 tháng đã thu được gấp 3 như thế là thỏa mãn lắm rồi, không tham lam nhiều hơn. Nói tới đây, Tài Dương lại mỉm cười nhìn về phía Vương Bảo Nhạc chờ hắn trả lời. Bảo Nhạc cũng không giấu vẻ suy tư và cân nhắc ở trong lòng mình. Thật ra bây giờ đúng là hắn cần rất nhiều điểm chiến công. Vì việc cho thuê linh chú hiện tại, nếu có thêm một chiếc thuyền thì mỗi ngày hắn sẽ có thêm hơn 36 điểm chiến công. Chi phí chế tạo một chiếc linh chú cũng phải mấy trăm điểm chiến công. Dựa theo lời của Tạ Hải Dương nói, có thể giảm 30% thì cũng là một con số không nhỏ. Hắn có thể nhanh chóng chế tạo được 20 chiếc linh chú. Như vậy thì mỗi ngày sẽ kiếm được hơn 200 điểm chiến công, một tháng là 6.000. Đồng thời Bảo Nhạc cũng cân nhắc chuyện nếu mình tiếp tục bỏ vốn vào để chế tạo linh chú, nếu làm vậy thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng việc kinh doanh hiện tại giống như một quả cầu tuyết, chỉ cần đủ thời gian thì sau này sẽ thu được nhiều hơn, thậm chí có khi một ngày sẽ kiếm được hơn 1.000 chiến công. Nhưng một khi hắn đầu tư mạnh vào thì vía Vân Phiêu Tử cũng phải thêm vốn theo tỷ lệ đó, bằng không sẽ bị giảm bớt cổ phần. Cũng có thể dùng điểm này để tăng thêm tình hữu nghị. Ngoài ra, nếu như Tạ Hải Dương đã không nhận tiền lời giai đoạn đầu, chỉ muốn lấy phần mà tông môn đưa ra sau khi thu mua này, chứng tỏ việc thu mua của tông môn là không thể tránh khỏi. Cũng định sẵn là mình không thể nào kinh doanh được lâu, nên dù thế nào đi nữa thì Bảo Nhạc cũng cần gấp phần vốn này. Suy nghĩ kỹ thì Vương Bảo Nhạc mới hạ quyết tâm. Tạ Hải Dương, ta cũng không cần ngươi góp vốn nhiều hơn. Ta có thể đồng ý với tất cả đề nghị của ngươi, nhưng ta chỉ có một điều kiện tiên quyết và 2 yêu cầu nhỏ. Một là ngươi phải đảm bảo giảm giá đúng như đã nói. Hai chính là dùng mối quan hệ của ngươi giúp ta kéo dài thời gian thu mua. Điều kiện tiên quyết chính là ta chỉ bán phối phương cho tông môn, chứ không bán linh chu thành phẩm. Chúng ta cũng hợp tác với nhau nhiều lần rồi, nên ta tin ngươi. Ta lại là kẻ dứt khoát, nếu như người đồng ý thì xem như thành giao. Chương 511, lời to. Tạ Hải Dương nghe vậy thì trầm ngâm một lúc, sau khi tính toán xong xuôi thì lại nhìn sang Vương Bảo Nhạc, đột nhiên mỉm cười. Cũng được, ai bảo chúng ta là bạn bè lâu năm chứ, thế thì xem như thành giao nhá. Tạ Hải Dương nói, vươn tay phải ra với Vương Bảo Nhạc. Thành giao. Bảo Nhạc cười lớn, cũng giơ tay phải ra bắt lấy tay của Tạ Hải Dương. Sau đó hai người đều mỉm cười đầy ăn ý. Sau khi rảnh rỗi hàn huyên một lúc,
Bảo Nhạc cũng không hỏi câu nào về lai lịch của Tạ Hải Dương. Bản thân Tạ Hải Dương cũng không hề nhắc tới. Cả hai khá ăn ý ở mặt này. Mãi cho đến khi truyền điểm chiến công vào thẻ ngọc của tông môn Vương Bảo Nhạc xong, thì Tạ Hải Dương mới mỉm cười đứng dậy, ôm quyền với Vương Bảo Nhạc một cái rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Tạ Hải Dương, mái tóc bồi kèo bóng loáng kia như phát ra ánh sáng kỳ dị nào đó, hệt như lai lịch của hắn vậy, thần bí khó lường. Nhưng ta có thể cảm giác được Tạ Hải Dương này không có ác ý gì. Hay nói đúng hơn là có vẻ như tên này hoàn toàn không có suy nghĩ tốt xấu gì với bất kỳ người nào. Tất cả cũng giống như hắn đã nói vậy, hắn chỉ là một người làm ăn thôi. Bảo Nhạc nhau mắt lại, trầm ngâm một lúc, cảm thấy như vậy cũng tốt. Nhất là khi mình hoàn toàn không có ai dẫn dắt, tai mắt ở Thương Mang Đạo Cung này. Chỉ cần đưa cái giá ra đủ lớn, thì Tạ Hải Dương này có thể làm được mọi thứ. Điểm này cũng khiến cho Bảo Nhạc cảm thấy thuận tiện hơn nhiều. Vậy nên sau khi tiến Tạ Hải Dương rời đi và quay về động phủ, Bảo Nhạc bắt đầu tính toán chiến công. Hai mắt sáng rực lên, mỗi ngày tiếp theo hắn đều bắt đầu gia tăng mua sắm và luyện chế. Nhờ được Tạ Hải Dương chiết khấu, trong mấy ngày ngắn ngủi thì Bảo Nhạc cũng đã sở hữu tổng cộng 35 chiếc linh chu. Quy mô 35 chiếc linh chu này khiến cho Thanh Hòa Đảo như biến thành một bến tàu. Tu sĩ trúc cơ tới đây thuê linh chu mỗi ngày xếp hàng không dứt. Trong thời gian ngắn, việc làm ăn của Bảo Nhạc đã phất lên thấy rõ, cũng truyền ra khắp cả tông môn, khiến cho ngày càng có nhiều tu sĩ trúc cơ tới thuê hơn. Dù sao thì giá cho thuê linh chu của Bảo Nhạc cũng không cao. Một khi thuê và có được thu hoạch thì thường đều gấp mấy chục lần tiền vốn, nên số lượng 35 chiếc linh chu này vẫn cùng không đủ cầu. Sau khi tu sĩ kết đan khác dùng thử thì phát triển, ở trong tay tu sĩ kết đan thì tác dụng của nó còn lớn hơn, có thể giúp bọn họ tới được độ sâu mà trước kia không cách nào lặn tới ở dưới biển lửa, nên làn sóng thuê linh chu lại rộ lên. Tiền lời của Vương Bảo Nhạc cũng tăng lên đến mức mỗi ngày nhận được hơn 400 điểm chiến công. Do việc kinh doanh phát triển mạnh, sau khi chia cho Vân Thiên Tử xong thì hắn cũng có hơn 300 điểm. Ở Thương Mang Đạo Cung thì đây đã là đáng sợ lắm rồi. Phải biết rằng đối với đệ tử của Thương Mang Đạo Cung mà nói, khi nào may mắn lắm thì mới nửa tháng kiếm được hơn 300 điểm chiến công. Nhưng nếu xui xẻo thì e là cả tháng trời cũng không kiếm được cỡ đó. Trong khi đây chỉ là tiền lời một ngày của Vương Bảo Nhạc mà thôi. Đến bản thân của Bảo Nhạc cũng phải rất giật mình không thôi. Hắn cảm thấy mình không giống kiếm tiền, mà giống như đi ăn cướp hơn. Nhưng ta vẫn cứ nghèo muốn chết. Bảo Nhạc kích động xong thì lại nhìn điểm chiến công của mình, rồi cảm thán. Thoạt nhìn có vẻ như hắn giàu có lắm, nhưng việc kinh doanh này cần phải liên tục đổ vốn vào. Nên lúc này trên người hắn chỉ để dành được có hơn 2.000 điểm chiến công mà thôi. Trừ khi hắn không đổ vốn vào nữa, bằng không mức tiền lời đó vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, khiến cho Bảo Nhạc cảm thấy xoắn xuýt, nên lại vùi đầu tính toán một phen. Nếu như mình không đổ vốn vào, thì một tháng sau sẽ có chừng 1.000.000 điểm chiếm công. Sẽ không có nhiều hơn hay ít hơn, trừ khi việc kinh doanh có vấn đề. Bằng không thì đây là khoản thu nhập cố định. Sau khi hắn cân nhắc xong, hắn vẫn quyết định phải rót vốn vào. Tạ Hải Dương, nói mối làm ăn này tôi đã chỉ được chừng 2 tháng tới 3 tháng nữa. Mặc dù hắn có phán đoán riêng của bản thân, nhưng ta cảm thấy mình đừng tin hoàn toàn thì hơn. Chỉ cần có thể làm thêm 1 tháng nữa là ta đã thỏa mãn lắm rồi. 1 tháng sau cứ thêm 1 ngày thì lại kiếm được 1 ngày. Mà mỗi chiếc linh chu phải cho thuê 1 tháng mới lấy lại vốn. Nói cách khác, trong thời gian này, nếu mình làm ra thêm nhiều linh chu hơn nữa, dù thoạt nhìn có vẻ tiền lời không nhiều lắm, nhưng linh chú vẫn trong tay mình, sau này quy ra tiền mặt để bán đi cũng chẳng lỗ đi đâu được. Cũng chỉ có cách này mới giúp ta kiếm được nhiều tiền nhất trong khoảng thời gian ngắn này. Nghĩ tới đây, Bảo Nhạc không chần chừ thêm nữa, đổ hết chiến công mình kiếm được để tiếp tục mua tài liệu về luyện chế thêm linh chú. Theo lý mà nói, Vân Phiêu Tử là cổ đông hùn vốn vào đầu tiên mối làm ăn này của Vương Bảo Nhạc, chiếm đến 15%, còn Tạ Hải Dương thì nhập cổ phần sau này, nhưng hắn không chia tiền lời trong lúc kinh doanh. Vậy nên từ mức độ nào đó mà nói, thì cổ phần của Vân Phiêu Tử không bị chia nhỏ ra. Nhưng bây giờ Bảo Nhạc quyết định đổ tiền của mình vào đầu tư thì lại khác.
Theo lý mà nói, nếu Vân Phiêu Tử muốn giữ nguyên 15% doanh thu của mình, thì cũng phải đầu tư tương đương vào mới được. Tuy vậy, sau khi cân nhắc xong, Bảo Nhạc chỉ nói rõ toàn bộ tình huống với Vân Phiêu Tử, nhưng không yêu cầu hắn tiếp tục đầu tư vào nữa, mà gánh hết một mình. Doanh thu của Vân Phiêu Tử vẫn là 15%. Dù quy mô làm ăn mở rộng cho Vương Bảo Nhạc rót vốn vào, thì Vân Phiêu Tử vẫn có thể nhận được doanh thu tăng thêm như thường. Sau khi tính sơ thì Vân Phiêu Tử cũng phải giật mình vì sự hào phóng của Bảo Nhạc. Tìm hiểu tình huống rõ ràng xong, Vân Phiêu Tử lại tự mình tới Thanh Hòa Đảo một chuyến để bái phòng Vương Bảo Nhạc. Vừa mới gặp nhau thì hắn đã ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc, đồng thời còn lấy mấy thanh pháp binh mà Vương Bảo Nhạc thế chấp ở chỗ hắn ra để trả lại không chút do dự. Bảo Nhạc huynh đệ, người bạn như ngươi ta quen là cái chắc rồi. Nếu ngươi đã hào phóng như thế, thì Vân Phiêu Tử ta cũng không thể nhỏ mọn được. Vân Phiêu Tử cười lớn, càng nhìn Vương Bảo Nhạc càng thấy hợp ý. Bảo Nhạc cũng nhiệt tình cười lớn, trong lòng cũng khá bất ngờ về việc Vân Béo này chủ động trả lại pháp bình, nên hắn cũng thấy có thể thâm giao với người này. Cả hai lại cười nói vui vẻ với nhau. Vân Phiêu Tử còn lấy vài hũ rượu ngon ra uống với nhau vài chén rồi mới rời đi. Hắn đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn Thanh Hòa Đảo ở bên dưới, trong lòng lại thổn thức. Vì Bảo Nhạc huynh đệ này của ta không đơn giản chút nào, phần lợi ích đó không hề nhỏ, nhưng nói làm là làm, tình nguyện chịu thiệt, người thế này không đơn giản nha. Lúc này Bảo Nhạc cũng cảm khái về lần bái phòng của Vân Phiêu Tử. Cách làm của đối phương khiến hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, không khỏi nhớ tới một câu chuyện trong tự truyện Quan Lớn. Hợp ý là điểm để bắt đầu, để người trưởng thành, làm quen và kết bạn. Còn lợi ích lại là chất xúc tác để người trưởng thành kết bạn. Cứ thế, sau khi tiễn Vân Béo xong, thì Bảo Nhạc lại dồn hết phần tiền lời của mình vào việc kinh doanh, liên tục mua sắm nguyên liệu và không ngừng luyện chế. Gần như tiền lời mỗi ngày hắn đều dùng như thế. 5 ngày sau, rốt cuộc số lượng linh chu của hắn đã đạt tới con số là 16 chiếc. Tiền lời kiếm được mỗi ngày, sau khi trừ phần trăm đi thì cũng gần 600 điểm trên cổng. Sau đó hắn lại chế tác thêm 4 chiếc linh chu, gom đủ số 60 chiếc linh chu thì Vương Bảo Nhạc mới dừng lại. Trải qua cân nhắc kỹ càng thì hắn không tiếp tục luyện chế nữa, mà gom hết 600 điểm trên cổng mỗi ngày lại để dành. Trong lúc Bảo Nhạc tích lũy trên cổng thì thời gian dần trôi qua. Nửa tháng sau, hắn đã để dành được hơn 8.000 chiến công. Theo tính toán của hắn, thì việc kinh doanh phát triển cũng tròn 1 tháng rồi. Tạm thời không vội truyền thống công pháp về. Truyền từng bản thì không có nghĩa lý gì. Đợi kiếm thêm chút chiến công nữa, thì mình sẽ gửi cả một lần trục bản về cho mấy người Đoan Mộc Tước giật mình luôn. Tiếp theo cứ kinh doanh thêm 1 ngày, thì mình lại kiếm thêm được 1 ngày. Hai mắt Bảo Nhạc lóe sáng, hắn thường xuyên liên hệ với Tả Hải Dương để chú ý tới động tĩnh của tông môn. Đồng thời, sau 1 tháng im hơi lặng tiếng, thì này Lý Dị lại rêu rao tuyên bố một tin ở trong nhóm chat Bách Tử Liên Bằng. Các vị đạo hữu, không biết các người đã tích lũy được bao nhiêu điểm chiến công rồi? Hiện tại ta đã tích lũy được 2.000 điểm. Này ta muốn truyền tống một quyển công pháp về, cống hiến sức mình cho nền văn minh tu hành của liên bang ta. Lý Dị vừa nói xong, thì Bách Tử Liên Bằng trong nhóm đều ồ lên. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số truyền âm và tin nhắn được gửi lên. Truyền tống công pháp về ư? Nhanh tới vậy sao? Lý gì? Rốt cuộc cô đã dùng cách gì mà kiếm được đến 2.000 điểm trên công thế? Bất ngờ thật đấy. Ta còn tưởng Vương Bảo Nhạc sẽ là người đầu tiên truyền tống về đấy chứ, không ngờ lại là Lý gì. Trong lúc mọi người đều khiếp sợ, Lý gì ở trên đảo chính của Thương Man Đạo Cung lại đang đắc ý và thầm lấy làm kiêu ngạo mà bỏ ra 1.000 chiến công để mở truyền tống trận, truyền tống thương mang công pháp của mình về liên bang. Hết chương 511. Cảm ơn và gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý